Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn lên khuôn thổi thổi vàng. Thì hiện tại nói chung là đầu năm thì mình bây giờ mình đang có cây bưởi mình chăm sóc để mình có tái để mình test mẫu khuôn mới. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn lên khuôn thổi vàng để các bạn xem. Thì bây giờ là mình đã chọn được hai trái bưởi gọi là đẹp rồi nè. Thì mình sẽ lên hai trái bưởi này, hai trái bưởi thổi vàng. Thì mình chọn trái đẹp, bạn thấy trái nào chăm sóc nó đẹp trái thì bây giờ mình sẽ tiến hành lên khuôn. Thì khuôn bên mình bán, nói chung là bây giờ thị trường thì giờ nó có hai dòng sản phẩm mà của nhà phân phối khuôn. Thì khuôn bây giờ thị trường mạnh ai nấy sản xuất, mạnh ai nấy bán, thành ra là giá cả và chất liệu nhựa nó khác nhau. Thì bên mình lúc nào cũng vậy, giá cả thì mình bán hôm nay nó đã 4-5 năm rồi, thì cái sản phẩm mình bán ra thì nó giá như vậy. Thành ra nhiều người nói là bên cao hơn thì mình cũng chịu, tại nói chung là chi phí rồi khuôn mỗi bên mỗi khác, rồi vật tư các cái để đủ bộ để mình sản xuất á, thành ra nó cái giá nó sẽ thay đổi khác nhau. Thì khuôn thì bây giờ mỗi năm như vậy á, thì nói chung là mình sẽ cải tiến khuôn, và hiện tại mình đang là thay đổi cái mẫu khuôn mới. Thành ra là hôm nay rất là nhiều người hỏi khuôn nhưng là hiện tại mình chưa có. Thì quý khách hàng mua khuôn thì bây giờ là có thể thử những cái khuôn cũ và nhiều nhà sản xuất khác. Thì bên mình nói chung là chừng nào mình có mẫu mới mình test thì mình test ok hết rồi mình mới phân phối ra. Thì còn tầm khoảng giữa năm sau mình mới có cái khuôn để mình ra. Thì khuôn này là cái khuôn mới nè, thì mình đang test khuôn. Thì các bạn thấy vậy đó, như nhiều khi á, những hãng nơi khác nó sản xuất á, nhựa thì nói chung là những cái chữ này kia đồ nó giống y chang, tại nó copy với nhau mà, thành ra là cái chữ phông chữ khuôn thân nhau. Mà nhưng á, khuôn á, thì mình nói với các bạn luôn, thì nói chung là khi mình sản xuất á, quan trọng là cái người sản xuất, mình là cái người sản xuất trái, thành ra mình va chạm mình hiểu được cái trái nó như thế nào để mình chỉnh sửa cái khuôn cho nó phù hợp. Còn một số nơi khác họ chỉ đổ cái khuôn nhựa ra là họ bán cho thôi, họ không, khi mình về mua khuôn nó về thì cái giá nó rẻ thiệt đó, nhưng khi mình làm mình không đủ đồ hoặc mình không có kinh nghiệm thì nó sẽ hư hao. Đó, quan trọng là mình làm nhiều năm để mình giống như là cho cái trái nó đạt cao nhất và có kinh tế nhất. Thì một khuôn á, khuôn sử dụng nhiều lần nhiều năm, thành ra là khi mình mua vậy đó, ví dụ như 100.000 khuôn như thế này thì chi phí này kia các cái nữa, thì nói chung là khi mình sản xuất nhiều năm thì nói chung là nó lợi nhuận, thì nói chung là mình phải tính đó, chứ không phải mình thấy rẻ bên kia bán 50.000 đây sẽ bán 100.000. Dĩ nhiên là tiền nào của đó, thì thành ra là các bạn cứ cân nhắc, ví dụ như thấy bên nào rẻ thì cứ mua về test đi. Rồi ví dụ như bên mình thì nói chung là mình bán và kèm kỹ thuật khuôn thì như thế này, nó có thể thoát hơi nè, thoát nước nè. Thì tại bây giờ ví dụ như thị trường nó làm giả rất là nhiều rồi, thì cái khuôn mình đổ ra mình cũng phải nghiên cứu để mình làm giả, để mình bảo vệ cái sản phẩm, bảo vệ cái khuôn của mình. Nó thành ra là khi bên Tâm bán ra thì bên Tâm bảo đảm về thương hiệu, đảm bảo về cái tính mà gọi là sản xuất cái khuôn này kia đâu, thì gồm có đai chống bể nè, thoát hơi thoát nước các cái rất là nhiều thứ, rồi dây kẽm mình phải xài dây kẽm gọi là chịu lực, là kẽm ngoại, tức là kẽm nhập khẩu Việt Nam thì kẽm rất là giòn, thành ra nó dễ bị đứt, nó sẽ không hiệu quả. Thành ra là bộ Tâm còn có là dạng như ốc thì nói chung là phải lựa, không phải là ốc nào xài cũng được, phải có cái bộ ốc đi theo. Rồi giấy che là giấy đài loan có giấy than làm mát trái. Anh thấy một số nơi thì họ lấy cái bao quá, bao thức ăn họ cắt họ che lên, thành ra là như vậy thì nó không đúng kỹ thuật, nó hơi nóng, không phải là đúng kỹ thuật, nhưng họ sản xuất như vậy thì mình sản xuất khác với họ đó, thì thành ra là nó sẽ khác. Tại vì mình nói chung là mình sản xuất mình cảm thấy ở cái chất liệu đó mà xài thấy chịu nhiệt tốt, tái phát triển tốt thì mình cứ áp dụng thôi, rồi mình cứ nhân khuôn ra rồi mình chia là bà con mình cứ xài thôi. Thì bây giờ là cái khuôn, sau khi mình chọn trái như này nè, thì mình chọn cái thái đẹp rồi thì mình tiến hành mình ốp khuôn lên. Thì khuôn thì bây giờ là như nhau cả, thì khi đưa khuôn vào thì mình ốp lên cho vào trái, cho trái vào đó, xong thì mình ốp khuôn lên bên tài bên lọc đó. Rồi xong mình sẽ rút lên. Có nhiều nơi thì cái khuôn nó không có dày, nó chỉ mỏng lắm, nó đổ nhựa tái chế rồi làm mỏng để nhưng mà họ bán được cái giá rẻ hơn, có lợi nhuận cao. Còn bên mình là mình chủ yếu là mình làm được cái sản phẩm, thành ra khi mình làm thì mình chọn cái làm sao cho nhà sản xuất á, nói là đổ cho em cái khuôn mà dày nhất có thể đặng mình làm hiệu quả, chứ mỏng quá thì nó bể nó cũng vậy à, tiền mất rồi tái mất rồi một năm nữa, rồi tốn thời gian tiền bạc công sức. Thà mình làm một cái gì đó chất lượng mà giá trị cao mình đầu tư vào thì nói chung là hiệu quả thì nó không có ngại về tiền bạc. Chứ bây giờ là thị trường thì nói chung là rất là nhiều cái khuôn không đúng.
sau khi mình treo treo cái trái lên thì trái lên thì mình cọp nó thôi. Phụ kiện nói chung là nó dễ, thì mình treo lên xong thì tiến hành mình dặn ốc thôi. Dặn ốc xong mình cọc kẽm, rồi mình cọc kẽm sau thì mình vế che nữa là xong. Như cái khu của mình á, nó tới là để coi là 3, 6, 8, 8 lỗ thấp hơi. 8 lỗ thấp hơi. Mình về mình phải khoan lỗ thấp hơi lại hết. Làm lại hết mới mới xài được. Tại vì vô khuôn trái vô khuôn nó rất là nóng. Nếu mà không làm lại thì không xài được. Nói chung khung thị trường hỏi vàng này á, là nó đã 5 năm rồi. 5 năm nó có mặt trên thị trường, tức là những mẫu mã nó đã cũ rồi. Thành ra năm nay mình đang cho đổ lại những cái khuôn mới, hoàn toàn mới. Thì các bạn chờ mình đi, chờ mình cuối năm nay bắt đầu mình có mẫu rồi, có khuôn này kia đâu. Rồi mình về mình test kỹ lại rồi mình mới phân phối ra. Mới có được cái khuôn chuẩn. Bên mình thì sản xuất trái nên mình ra kinh nghiệm và cái kỹ thuật, nói chung là sản phẩm này kia đâu, thì ai có nhu cầu thì liên hệ với Tâm 0939 54 5658. Nói chung là để được sản xuất được ra những cái khuôn mẫu chuẩn như thế này thì nói chung là mình đã trải qua nhiều năm, nhiều mẫu khuôn mà mình đã có kinh nghiệm rồi. Mình thay đổi năm nay, ví dụ như mình thay đổi một tí xíu, mình làm cái khuôn nó nở rộng ra, tay mình rút lại chút xíu, làm như vậy thì thành ra cái sản phẩm mình, cái khuôn càng ngày nó lại chuẩn cái khuôn hơn. Kỹ thuật thì nói chung là bưởi thì tái bưởi mỗi vùng cả nước mình như nhau cả, tái bưởi như nhau cả, mà nhưng là quan trọng là cái khuôn thoát hơi thoát nước rồi này kia nữa, là nó không nóng cái khuôn rồi mình làm này kia đâu, thì nói chung hiệu quả thôi. Khuôn mới của Tâm chuẩn bị ra, nói chung là đợt sau á là thay đổi cái cách mà dặn ốc thế này rất là lâu, làm số lượng lớn, số lượng nhiều, mà dặn ốc này là tính mất thời gian rất là nhiều. Thành ra là Tâm sẽ thiết kế lại cái cách mà dặn kiểu khác, thay đổi mẫu mã, tổng thay đổi toàn diện kế hoạch sách sản xuất, chiến lược sản xuất 5 năm tiếp theo. Thành ra một số mẫu bây giờ thì nói chung là năm sau nó đã gọi là cũ rồi, mình thay đổi mới hết rồi, chiến lược nó khác rồi. Rồi mình tiến hành dặn cứng cứng tóc lại.
sau khi dẫn ốc mình sẽ cọc kẽm. Cọc kẽm cố định cái khuôn lại. Mình làm nhẹ nhàng, càng chậm càng nhanh. Nhẹ nhàng thì nói chung cái khuôn của mình nó cố định rồi. Sau khi mình cọc kẽm thì bây giờ mình tiến hành che giấy. Nói chung là bên tâm giấy che thì có đủ hết. Đây là giấy than chịu nhiệt thì mình nói chung là mình chịu khó ngồi cắt lấy dao gọc thì nó đẹp hơn, còn này mình chỉ làm tác dụng của nó thì che lại thôi. Mình che lại. Lá phần tên nha, lá như vậy nó nằm tên nó mới quan hợp, còn nếu nằm dưới thì sẽ bị rụng đó. Nó như một cái quặng vậy đó, nó che mát thì bên đây thoát hơi thoát nước, đủ ánh sáng để lấy cái ánh sáng để mình làm trái. Thì đây là tiến hành tâm làm kỹ thuật chuẩn nhất năm nay rồi. Khuôn thì chung tất cả phụ kiện là gồm giấy che nè, kẽm nè, rồi đai chống bể nè. Nói chung là phải có đai mới được, không đai là bể hết. Rồi ốc này kia là ốc chuyên dụng. Rồi trong đây có cái nguyên cái bộ mà thoát nước nữa, để cho khi cái trái này nè nó sẽ thoát hơi thoát nước nữa, nó mới quang hợp, nó mới phát triển, nó mới đạt được sản phẩm mà loại một. Một cái sản phẩm nếu mà khuôn chuẩn, kỹ thuật chuẩn và nói chung là tất cả những nó mình làm, mình chăm sóc này kia nữa thì cái trái mình làm nó đạt rất là cao. Còn nếu mà bạn mua cái khuôn giá rẻ, ham rẻ, mua rẻ rồi về mình không có đúng kỹ thuật, rồi không có đai chống bể này kia nữa, rồi về không biết là nó lớn ra rồi tính cái tính chịu lực của nó đó, nó lớn quá rồi bắt đầu là khuôn nó bể hàng loạt, rồi là mình mất trái nè, rồi mất thời gian nè, mất tất cả, cái khuôn nó bể rẻ đi rồi mất hết luôn. Còn không, mình ví dụ như cái khuôn này mình về mình tái dụng sau khi cái sản phẩm mình làm rồi, không phải làm rồi là tháo ra là xong. Quan trọng nhất là cái trái là khi tháo ra thì mình sẽ có một cái máy dụng cụ để mình lấy nó ra. Các bạn nghĩ đơn thuần khi ốp vô là tháo ra là không phải. Nói chung là làm cái gì đó nó cũng phải có bí quyết, phải có một cái kinh nghiệm. Và khi đến với Tâm thì nói chung là khuôn thì Tâm đặt nhà sản xuất về, thì chất liệu nhựa thì chung đơn giản nó sản xuất sống bằng cái nghề khuôn, thì nó bán ví dụ như nó lời 5.000, 10.000 cái khuôn thì cái giá nó rẻ. Còn khi Tâm về, Tâm phải làm cho mướn nhân công, làm thoát hơi thoát nước tất cả những lại, rồi làm thêm này kia nữa. Nói chung là Tâm bán cái giá 100.000 đã bao gồm phí ship nó. Rồi khi mình về rồi sau này Tâm hỗ trợ đầu ra, rồi hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ tất cả các cái, rồi máy móc lấy ra, rồi bảo quản như thế nào, vận chuyển như thế nào. Nói chung là mình sản xuất nhiều, nói chung là mình sản xuất kinh doanh, mình sống bằng cái nghề này thì nó sẽ kết hợp với nhau để mình nâng cao giá trị. Còn nếu mà cứ nghĩ là nói chung là cái sản phẩm này ôi tôi bán tôi mua kia rẻ hơn, thì nói chung là cứ cái đó là cái giá trị khuôn, thì nói chung là Tâm cũng nói đó, nói chung là cái gì cái vậy, tiền nào của đó. Thì nay tôi nói rõ hơn để giống như là bà con nông dân mình hoặc cái bạn các bạn có nghe theo dõi cái chương trình khuôn bọng này kia đâu, nói chung là để hiểu hơn cái vấn đề khuôn này kia đâu, thì chọn kỹ thuật đúng có giá trị cao và đạt hiệu quả cao. Thì một cái sản phẩm như thế này, nói chung là Tết nhiều khi hiện tại bây giờ nó giá cũng rất là khá cao, tại chung sản phẩm loại một không có. Loại một như thế nào, loại một là nó lên hai tay nó đủ hết đó. Rồi nói chung là Tâm sẽ hướng dẫn thêm nữa những cái phần sau nhiều hơn. Liên hệ với Tâm số Zalo là 0939545658. Tâm cảm ơn các bạn.